Cảm ơn Trâm rất là nhiều. Thì chào mừng tất cả các anh chị mình đã đến với cái buổi tập huấn ngày hôm nay. Và cũng rất vui là anh chị đã dành 2 tiếng trong buổi chiều thứ bảy của mình. Mình tách ra khỏi công việc, tách ra khỏi văn phòng để mình có thời gian làm việc với nhau. Thế để nói về phía, cảm ơn Medisetter cũng đã vừa giới thiệu. Thì về phía Ocru tên tiếng Việt là Đơn vị Nghiên cứu Lâm sàng Đại học Oxford. Và chúng tôi là một đơn vị nghiên cứu lâm sàng làm việc với mảng sức khỏe cộng đồng. Và với một quy mô lớn, chúng tôi có trụ sở ở Việt Nam, Indonesia và cả Nepal. Thì Ocru thành lập và làm việc bắt đầu ở thành phố Hồ Chí Minh là bắt đầu từ năm 1991 và dưới sự bảo trợ của Bệnh viện Nhiệt đới, hiện giờ là Bệnh viện Nhiệt đới trong thành phố Hồ Chí Minh. Thì những cái nghiên cứu của Ocru thì nó bao gồm miễn dịch học này, vật chủ di truyền mầm bệnh, sinh học phân tử, virus học, mô hình toán học, tin sinh học, thống kê sinh học, dịch tễ học và được hỗ trợ bởi đơn vị thử nghiệm lâm sàng cùng với việc và có trung tâm quản lý dữ liệu.